Cho ra đây đó sẽ mang đến cho anh bác rồi. Butterfly Garden. Đây là cái khu vườn của khu vườn bướm bướm. Nó có cả mấy con rùa, cá, rồi bông hoa ở Việt Nam cũng biết hết rồi. Các là con bướm bà ở trên đây, con quanh là con bướm bà, bướm bà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.